Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Ở tập trước, ngay khi Nghiêm Lập Thành lấy ra một tấm lệnh bài màu đen rồi bóp nát, thì đúng lúc đó, kiếm quan của Tần Trần cũng đánh tới, đem tên này trực tiếp trảm nổ, đồng thời dưới huyết mạch chi quan của Phó Càn Khôn cuốn tới, thì những mảnh vỡ thân thể này liền tan rã, không còn lại gì. Chứng kiến một màn này làm đám võ giả không khỏi trợn mắt há mồm, không ai ngờ tới, trước đó vẫn còn đang cùng Phó Càn Khôn đại chiến mấy trăm hiệp, thế mà bây giờ Nghiêm Lập Thành đơn giản như vậy đã bị một chiêu giết chết. Thế nhưng vẫn có người ánh mắt sắc bén nhận thấy, nghiêm lập thành tuy thân thể bị trảm nổ thế nhưng không có huyết khí và sinh mệnh chi khí gì cả trông giống như là trảm bạo một vật chết vậy mà điểm này cũng được từng trần nhìn ra làm hắn hư lạnh một tiếng nói là thế thân lệnh bài sao bất quá thế thân lệnh bài cũng không phải vạn năng chắc chắn tên này vẫn còn đang ở phụ cận đây không có khả năng chạy đi quá xa được phó càng khôn nơi này giao lại cho ngươi đấy lấy năng lực của ngươi không đến mức hợp nhất không được huyết mạch thánh địa này chứ nơi đây dù sao cũng là địa bàn của ngươi mà nghe từng trần nói vậy phó càng khôn dường như cũng minh bạch lời nói của hắn nên liền lên tiếng hỏi tần trần ngươi chẳng lẽ muốn đuổi giết hiên viên đại đế sao Phòng thiếu vũ nhất định phải chết ta không thể để cho hắn chạy ra khỏi nơi này được giọng nói rơi xuống thân thể tần trần liền hóa thành một tia xét lóe lên một cái đã biến mất trong tầm mắt của mọi người rồi chứng kiến tốc độ tần trần bày ra làm đám võ giả nơi đây không khỏi hít vào một hơi khí lạnh tốc độ này cũng quá nhanh đi chứ so với hiên viên đại đế khi trước phải nhanh hơn gấp mấy lần bọn họ còn chưa nhìn rõ tần trần như thế nào rời đi chỉ thấy một đường vòng cung xẹt qua trên quảng trường thì đã không thấy bóng dáng của tần trần đâu nữa rồi mà lúc này tại một vị trí của huyết thần hải sau một hồi cắm đầu cắm cổ chạy trối chết thì phong thiếu vũ cũng dừng lại vết thương trên người chồng chất làm hắn thở hồng hộc không ra hơi ngay khi dừng lại hắn vội vàng lấy ra vài viên cửu dai đỉnh cấp đế dược nuốt xuống bụng theo mấy viên đan dược này xuống bụng thân thể tàn phá của phong thiếu vũ cũng hòa hoãn lại một ít thế nhưng ở trong thân thể hắn vẫn có một cổ lực lượng kinh khủng đang liên tục mẫn diệt chân nguyên làm thương thế trên người hắn không cách nào có thể khỏi hẳn được người nọ đến tột cùng là ai mà ngươi lại sợ hãi như vậy nghe lão giả trong thân thể mình hỏi vậy phong thiếu vũ đang định mở miệng trả lời thì đúng lúc đó một cổ khí tức đáng sợ ở nơi xa cuốn tới khóa chặt lấy người hắn ngay sau đó thanh âm của lão giả kia liền vang lên tên tiểu tử kia truy tung đến đây rồi chẳng lẽ hắn muốn đuổi tận giết tuyệt sao phong thiếu vũ nghe vậy thì hoảng loạn không thôi bất chấp thương thế trên người còn chưa khôi phục hắn lại tiếp tục thôi động lực lượng gia tăng tốc độ điên cuồng bỏ chạy mà ở phía sau thì tần trần vẫn đang liên tục đuổi theo lúc đầu tần trần còn không có đuổi kịp được phong thiếu vũ thế nhưng do hắn đã cảm nhận được một chút lôi đình áo nghĩa có khả năng thân hóa lôi đình lại thêm được lão nguyên trợ giúp nên tốc độ đã có thể so với bán thánh cảnh cực hạn chính vì thế mà khoảng cách với phong thiếu vũ mới nhanh chóng thu hẹp đi như vậy trong khi phong thiếu vũ đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thì viễn cổ cường giả trong cơ thể hắn vẫn liên tục bố trí một ít trở ngại cùng chứng nhãn pháp tính toán muốn cắt đuôi từng trần thế nhưng rất nhanh sau đó tên viễn cổ cường giả này cũng phát hiện ra các loại chứng nhãn pháp mà bản thân thi triển ra chẳng những không thể lừa gạt được từng trần mà đối phương lại càng ngày càng đuổi gần hơn hắn đâu có biết rằng từng trần vốn đã có khả năng truy tung nghịch thiên không những thế trên thân lại còn có lão nguyên đại hắc miêu và tầm linh trùng nữa thì làm sao mà hắn có thể thoát được bọn họ liên thủ truy tung chứ chưa nói đến hiện tại hắn chỉ là một đạo linh hồn thể coi như là tại thời kỳ toàn thịnh thì cũng không thoát được mặc dù không cách nào cắt đuôi được Tần trần thế nhưng trong thời gian ngắn thì Tần trần vẫn không cách nào đuổi kịp được bởi vì thủ đoạn của tên viễn cổ cường giả này rất nhiều mỗi lần đều mang đến cho Tần trần không ít phiền toái nhưng mà đã ôn tâm tình phải giết bằng được phong thiếu vũ nên tần trần không có bỏ cuộc vẫn điên cuồng truy tung theo sau cứ như vậy một người đuổi một người chạy sau mấy ngày thời gian thì hai người cũng lao ra huyết thần hải tiến vào vũ vực tam trọng thiên sau một thời gian dài chạy trốn tên viễn cổ cường giả này cũng không thể nhẫn nại được thêm nữa nên vọt thẳng xuống một cái tông môn ngay sau đó bên trong tông môn này vô số tiếng kêu gào thảm thiết liền vang lên nhìn đám cường giả quỳ lạy cầu xin tha mạng ở bên dưới phong thiếu vũ liền hướng lão giả bên trong thân thể mình bất đắc dĩ hỏi tiền bối ngươi thật sự muốn làm như thế sao nghe phong thiếu vũ hỏi vậy tên viễn cổ cường giả kia liền hừ lạnh một tiếng nói không thôn phệ những người này thì lấy gì để ngăn cản tên tiểu tử phía sau kia hay là ngươi đem quyền khống chế thân thể trực tiếp giao cho lão phu đến lúc ấy khôi phục lại một chút thực lực thì may ra mới giành được chút hy vọng sống phong thiếu vũ nghe xong thì trầm mặt không nói gì bảo hắn đem toàn bộ quyền khống chế thân thể giao ra thì không có khả năng bởi vì làm như vậy hắn sẽ không thể trưởng khống được sinh tử của bản thân nữa chính vì vậy cho dù có chết nhiều người hơn nữa thì hắn cũng không thể đem tính mạng của mình ra đánh cược được thế phong thiếu vũ không nói gì viễn cổ cường giả cũng biết là hắn không đáp ứng tức khắc liền thi triển ra tử vong âm ảnh ngay sau đó đã sợ linh hồn khí tức liền bao phủ xuống trong nháy mắt tràn vào thân thể đám cường giả của tông môn bên dưới đem sinh mệnh cùng linh hồn lực của đám người này nhanh chóng thôn phệ mà theo đó linh hồn tiêu hao khi trước của tên viễn cổ cường giả này cũng lấy được một chút bổ sung đem tất cả cường giả của một tông môn thôn phệ xong xuôi tên viễn cổ cường giả kia liền cảm thụ được khí tức của từng trần đang tới gần nên lập tức bỏ trốn ngay mà không lâu sau thì từng trần cũng đuổi đến nơi đây chứng kiến cả một tông môn bị phong thiếu vũ hủy diệt chỉ còn dư lại một đống bạch cốt làm từng trần tức giận không gì sánh nổi trên trán hiện rõ gân xanh tiếp tục truy tung một hồi sau tần trần lại gặp thêm được một cái đại tông nữa bị diệt môn dọc đường đuổi theo phong thiếu vũ chỉ cần là thành trì hay tông môn thì tất cả cường giả trong đó đều không có một ai sống sót cả chứng kiến cảnh tượng này làm lão nguyên cũng không khỏi kinh sợ nên liền truyền âm nhắc nhở tần trần tiểu tử người lấy tổ ma huyết kinh ra thôi động thì có thể trực tiếp khóa chặt đối phương nghe lão nguyên nói vậy ánh mắt tần trần liền sáng lên ngay lập tức hắn đem tổ ma huyết kinh thôi động ngay tức khắc một luồng lực lượng hàng lâm xuống trực tiếp khóa chặt phong thiếu vũ ở nơi xa cảm nhận được cổ lực lượng này viễn cổ cường giả điên cuồng thôi động phiêu dư bằng để ngăn cản thế nhưng lực lượng của tổ ma huyết kinh lại vô cùng đáng sợ không những thế lại còn mang theo vô tận sát lục khí tức điên cuồng tràn vào trong thân thể của tên viễn cổ cường giả này làm trên thân phong thiếu vũ bốc cháy lên từng đạo huyết sắc hồn quang linh hồn thừa nhận vô tận thống khổ cùng dày vò ở nơi xa cảm nhận được phong thiếu vũ đã bị tổ ma huyết kinh phong tỏa lại thần bí kiếm rĩ trong tay từng trần liền dũng động một đạo lộng lẫy kiếm quang đen kịch liền hiện lên trong nháy mắt dung nhập hư không hướng phong thiếu vũ đánh tới đồng thời thân hình hắn cũng thần tốc đuổi theo xuyên qua vô tận hư không rất nhanh đạo kiếm quan kia cũng đánh tới nơi này cảm nhận được lực lượng hủy diệt của đạo kiếm quan này giáng xuống trong lòng phong thiếu vũ lúc này đã hoảng sợ vạn phần vội vàng nói tiền bối chúng ta làm sao bây giờ lời nói vừa dứt thì thanh âm già nua của vị cường giả kia liền vang lên trong đầu hắn giao thân thể ngươi cho ta nếu không hôm nay hai chúng ta đều phải chết phong thiếu vũ nghe được lời này thì trong lòng tràn ngập tuyệt vọng hắn không ngờ tới bản thân sẽ bị ép tới mức này nhưng bây giờ đối mặt với nguy cơ sống chết trước mắt trong lòng hắn cũng là do dự không thôi nếu hắn không đem quyền khống chế thân thể giao cho đối phương thì chỉ sợ hôm nay bản thân sẽ chết còn nếu như giao ra thì sau khi kích xác xong từng trần đối phương có đem trả lại cho mình hay không trong khi còn chưa biết nên làm ra quyết định như thế nào thì thanh âm nôn nóng của lão giả kia lại lần nữa vang lên đến thời điểm như này rồi ngươi còn do dự cái gì nữa chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu sẽ cướp mất thân thể của ngươi sao ngươi chỉ cần đem quyền khống chế thân thể giao cho lão phu là được lão phu tự nhiên có thể đem tiểu tử kia bắt lại đến lúc đó nếu lão phu muốn có thân xác thì sẽ lấy thân xác của tiểu tử kia chứ cần gì phải chiếm lấy thân thể của ngươi nói thật cho ngươi biết bất luận là cường độ thân thể hay là tiềm lực tương lai thì thân thể của tiểu tử kia đều hơn ngươi rất nhiều mà lúc này kinh khủng kiếm khí của Tần trần cũng đã đánh tới phong thiếu vũ biết nếu bây giờ mình còn không đưa ra quyết định thì bản thân chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ tuy không cam lòng thế nhưng lúc này phong thiếu vũ cũng chỉ có thể cắn răng giải khai tâm thần của mình để cho linh hồn kia khống chế đầu óc cùng thân thể của hắn tức khắc khí tức trên thân hắn nhanh chóng dâng lên trong nháy mắt đã đạt đến bán thánh cực hạn chỉ thiếu một chút nữa là đột phá đến thánh cảnh theo lực lượng tăng lên nhưng hoàng kiếm trong tay hắn nhanh như chớp bổ ra thế nhưng dưới kiếm quang của từng trần đánh tới nhưng hoàng kiếm tức khắc bị đánh bay ra ngoài mà đạo kiếm quang này thì chỉ dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục đánh về phía phong thiếu vũ chỉ thấy hai tay phong thiếu vũ xuất hiện nhẹ nhẹ hát sát quang vụ mạnh mẽ đem kiếm quang này ngăn lại thế nhưng vẫn có một đạo vô hình kiếm khí lực chém vào thân thể hắn trực tiếp xuyên thủng thân thể của phong thiếu vũ lúc này ở nơi xa trong hư không từng trần cũng chạy tới sau khi chứng kiến một màn này thì hắn cũng thấy kỳ quái uy lực của thần bí kiếm rĩ hắn biết rất rõ nếu như có thể chống đỡ được kiếm quang thì với tu vi bán thánh cảnh như phong thiếu vũ làm sao lại bị một đạo kiếm khí xuyên thủng được chứ đây tuyệt đối là điều không bình thường trong khi từng trần còn đang thắc mắc về điều này thì thanh âm của phong thiếu vũ trong hư không liền vang lên quát lớn của tôn nhân lão thất phu này sau đó từng trần liền thấy từ vị trí bị kiếm khí đâm thủng ban nãy có một đạo linh hồn tản mắt ra mà đạo linh hồn này chính là của phong thiếu vũ chỉ là linh hồn này đã bị trọng thương biến phải cực kỳ suy yếu mà lúc này, thân thể bị xuyên thủng của Phong Thiếu Vũ lại nở nụ cười dữ tợn lên tiếng, "Phong Thiếu Vũ, ngươi đem thân thể tặng cho lão phu, lão phu làm sao lại để cho ngươi có cơ hội chiếm giữ lại được? Lão phu lợi dụng công kích kia, đem hậu thủ của ngươi cho phá, hiện tại linh hồn ngươi đã bị tổn thương, làm sao còn đoạt lại thân thể được?" Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, để biết số phận của Phong Thiếu Vũ sẽ đi về đâu khi mất đi thân thể, thì nội dung này sẽ có trong tập sau nhé.